Chào anh em, tiếp tục mình xin giao lưu lô linh Sam 23 các bạn ơi. Bao gồm một cây chật lắc lùng bên dưới, một cây cao, một cây chật thân cao nha. Tàn thì tương đối nha các bạn. Anh em mình về chăm sóc thêm. Đủ lớn so sánh với chai keo chánh lâm thì nó bằng cổ tay đứa nít đó. Thì hai cây này giá 750 luôn, bao gồm phí vận chuyển, một cây trượt lắc và một cây trượt tông cao. Rồi các bạn xem đế rễ chi cành nha. Rồi các bạn, lô này lô 23 giá 750 bao gồm phí vận chuyển. Tiếp tục nha các bạn, lô 23 giá 750 bao gồm phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào các bạn.